Hi, xin chào bạn. Các bạn đang nhìn thấy ở đây là bộ thảm nhựa cao cấp dành cho VinFast Lux A. Mình vừa mới được bên Catavina tặng. Nó không phải mê tín chứ từ lúc mình mua chiếc xe này có thể nói là lọc quá trời lọc luôn. Được tặng quà liên tục nhưng mà tiền không thấy đâu hết. Vui thôi nha. Trong clip lần này thì mình sẽ mời các bạn cùng mình xem là cái bộ thảm nhựa cao cấp của Catavina này nó có gì hay so với lại cái bộ thảm mình đang sử dụng trên chiếc Lux A của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành khui siêu. Hồi hộp quá. Bình tĩnh nha. Cắt lộn là nó dây vào cái thảm thì cười hoài luôn á. Cũng nói thêm là cái bộ thảm nhựa cao cấp của Catavina này hiện có giá khởi điểm là từ 2 triệu. Chính xác là 1.990.000. Sở dĩ vì sao mình nói khởi điểm bởi vì Catavina họ có cho các bạn option thêm nữa. Bộ thảm có giá khởi điểm này thì nó chỉ có 5 miếng thôi. Các bạn có thể option thêm là cái miếng thảm lót ở phía sau cốp xe. Đó thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Hoặc là cái bộ thảm của Catavina sẽ có nhiều màu. Thì những cái màu đặc biệt á sẽ có giá cao hơn cái màu bình thường như là cái màu đen này. Wow, bộ thảm này dành cho chiếc VinFast Lux A 5 miếng, nặng đâu đó khoảng 8-10kg theo thông số của Catavina họ công bố. Mình thấy cái cách đóng gói của Cata nhìn khá chuyên nghiệp, mọi thông tin được in rõ ràng. Và với cái cách đóng gói như thế này thì mình nghĩ các bạn có thể sử dụng cái bộ thảm nhựa cao cấp này để làm quà tặng cho những người thân mới mua xe. Đẹp đó chứ. Rồi, khui quà. À quên, tranh thủ là mình cũng muốn cảm ơn Catavina vì đã gửi tặng mình cái bộ thảm này. Và mình rất hy vọng là Cata cũng sẽ tặng mình thêm cái phần locker phía sau luôn nếu được. Đây, mình sẽ lấy một miếng ra để xem như nào. Đây là cái mặt dưới. Thì mặt dưới nó có dòng chữ Backliners cùng với lại phần gai nhằm cố định cái thảm này trên mặt sàn xe được chắc chắn. Phần trên thì chúng ta có những cái chấm bi nổi. Mình đoán là cái phần chấm bi nổi này nó sẽ giúp tăng ma sát và giảm cái sự trơn trượt khi mà chúng ta đặt chân trên cái thảm. Phần viền của bộ thảm thì được bọc bởi một cái lớp vải cho cảm giác gọn gàng và chắc chắn. Đây, mình sẽ lấy một cái miếng thảm WeatherTech trên chiếc Lux A của mình ra để cho các bạn so sánh với cái thảm nhựa cao cấp của Catavina. Đây, thảm WeatherTech là cái thảm nhựa pha cao su. Còn thảm của Catavina thì họ sử dụng vật liệu nhựa PVC cao cấp. Quan sát bằng mắt thường á, thì rõ ràng các bạn có thể thấy là thảm của WeatherTech thì nó nhám hơn, nó sần hơn, nó không có được bóng như là thảm của Catavina. Và cái cảm giác chạm á, thì mình lại thích của bộ thảm WeatherTech hơn là Catavina bởi vì cảm giác nó phê hơn. Cái này là cảm quan cá nhân mình thôi nha. Nhưng mà bù lại á, cái thảm của Catavina thì họ có những cái phần lỗ như thế này để chúng ta có thể đặt vào cái vít nhựa trong xe và giúp cố định cái bộ thảm được tốt hơn. Còn thảm WeatherTech thì không có chi tiết này. Cũng nói thêm là vật liệu nhựa PVC Catavina sử dụng là vật liệu PVC cao cấp. Nó không có giống như là vật liệu nhựa PVC bình thường, không có được xử lý kỹ. Thì thường nha, trước đây những cái bộ thảm nhựa PVC rẻ tiền á, nó sẽ có mùi và nó sẽ có hóa chất độc hại. Nhưng mà mình đọc qua cái bản phân tích vật liệu nhựa của Catavina thì mình thấy là cái thảm nhựa cao cấp của Catavina không có thủy ngân, không có rơm mà chỉ có một ít chì thôi. Về cơ bản thì nó sẽ không độc hại với sức khỏe con người.
như là những vật liệu PVC không được xử lý kỹ, cũng như là nó sẽ không có mùi. À, cái chi tiết này rất là quan trọng, bởi vì các bạn chắc chắn sẽ không muốn trẻ em nhà mình chạm tay, chạm chân vào cái thảm rồi sau đó ngửi hay là bỏ tay vào miệng. Nó sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ em cũng như là cái sự phát triển của trẻ em. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ cái thảm vào xe luôn cho các bạn xem. Bày ra trước đi. Xếp hình. Cái này chắc là bên tài nè. Miếng này phía sau. Phía sau bên phụ. Đó. Cái này. À, bộ thảm của Catavina thì có thêm một cái miếng đặt ở con ngựa phía sau. Còn bộ thảm WeatherTech thì không có chi tiết này. Đấy. Rồi, 5 miếng. Rồi, bây giờ mình sẽ cho ướm thử cái bộ thảm Cata vào xe. Sẽ bỏ luôn cái thảm nỉ theo xe nha. Bởi vì nếu mà giữ cái thảm nỉ theo xe á, thì chúng ta sẽ không thể nào cố định cái thảm nhựa Cata với hai con vít nhựa trên xe được. Đây, bỏ vào. Vào không? Vào. Nhẹ nhàng. Cái ưu điểm lớn nhất của bộ thảm nhựa cao cấp Catavina là nó được cắt khích khình khịch, khích từng ly từng tí với lại cái mặt sàn của chiếc xe luôn. Đó, rất là đẹp và gọn gàng. Đây. Rồi, tiếp theo là bộ phía sau. Bộ phía sau thì mình cũng đã bỏ vào trước rồi, nhưng mà cũng sẽ cho các bạn xem luôn. Có một chi tiết khá là thú vị. Như hồi nãy mình nói, bộ thảm của Catavina họ thiết kế, họ cắt khích khình khịch, thế nên là thậm chí cái lỗ gió ở phía sau nè họ cũng chừa ra luôn. Hay chưa? Nếu như mà các bạn thích cái bộ thảm tạm gọi là nó được bespoke tailor made, được may đo đong đếm cho chiếc xe của mình, thì rất nên cân nhắc bộ thảm của Catavina. Họ có rất là nhiều bộ thảm cho hầu hết các dòng xe hiện nay trên thị trường luôn. Thế nên là các bạn cứ yên tâm lên website của Catavina và lựa chọn cái dòng thảm phù hợp với chiếc xe của mình là xong. Đó. Rồi. Ở đây thì các bạn thử xem nè, cái bộ thảm của Catavina so với lại cái thảm WeatherTech bên này. Và comment cho mình biết là bạn thích thiết kế của bộ thảm nào hơn. Bây giờ là tới phần vui nhất đây. Mình quyết định là sẽ tặng giveaway cái bộ thảm nhựa cao cấp của Catavina dành cho bạn chủ xe lất A nào may mắn. Lý do mình quyết định tặng cái bộ thảm này không phải là vì mình không thích bộ thảm của Catavina, mà là vì bây giờ mình sử dụng cái bộ thảm mới á, thì mình không biết tặng ai cái bộ thảm WeatherTech cũ. Tặng thảm cũ cho người khác thì hơi kỳ kỳ đúng không? Mà không tặng để trong nhà thì bị má la. Thế nên là cuối cùng mình quyết định là sẽ tặng cái bộ thảm Cata còn mới, tinh tươm, thơm mùi nhựa mới. À không, cái này mình chém gió, bởi vì cái bộ thảm của Cata không có mùi nhựa mà còn nguyên seal luôn nè. Chỉ bóc ra quay clip là hết rồi đó, không có sử dụng gì luôn ha. Rồi, các bạn nhớ like fanpage của Vlog Xe để hóng cái mini game mình sẽ sớm tổ chức dành cho các bạn. Vậy nha, xin cảm ơn.